Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 6 và con giáp trúng số liên miên, tiền tỷ dần dần trong tài khoản, sự nghiệp thăng hoa, phúc khí lan tỏa. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp Tuổi Sửu. Theo tử vi của 12 con giáp, người Tuổi Sửu chăm chỉ, chịu khó, giàu tinh thần trách nhiệm trong công việc. Họ luôn tận tâm tận lực, ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng. Người Tuổi Sửu có thể gặp nhiều thất bại, nhưng họ rất ít khi bỏ cuộc. Người tuổi này có tiềm năng trở nên thành công trong sự nghiệp bởi vì họ rất khôn ngoan, khiêm tốn và biết lùi biết tiến. Con giáp này có tài lộc vượng phát, thu sự bất thành, sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây. Những người làm kinh doanh cũng đang tất bật với thương vụ, chuyến hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lại lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc, cuối năm sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tỷ duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Người tuổi Sửu là người dựa trên nguyên tắc của sự công lý, công bằng, tuyệt đối không thiên vị, luôn luôn chính trực nên không thể dối trá, làm ẩu trong công việc. Là người biết lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng lại rất kiên định với chính kiến của mình. Có lay động và có thay đổi quyết định của người tuổi Sửu. Là một người đáng tin cậy, trung thực, nên con giáp tuổi Sửu được lãnh đạo và người có uy quyền tín nhiệm, giao phó trọng trách lớn như dẫn tem, điều hành dự án. Tuy nhiên, đôi khi đứng trên đà danh vọng sẽ khiến họ có chút u mê và lạc lối. Tính cách của bản thân tuổi Sửu rất bướng bỉnh, khá cứng đầu, nhưng lại là một người thông minh. Họ là người kiệm lời, lạnh lùng và e dè mọi thứ, nhưng họ rất quan tâm và yêu thương người thân và những hành động rất thiết thực và có giá trị. Là một người hướng nội, có bản tính mạnh mẽ, khi đạt đúng môi trường thì sẽ rất khác biệt, uy nghiêm, nổi bật và đầy vẻ tự tin. Về suy nghĩ, người tuổi Sửu là người khá truyền thống và quy củ ổn định, luôn luôn tỉnh táo để tiếp nhận kỳ vọng của người khác để hành sự. Là một người có suy nghĩ rất kỹ lưỡng và đánh giá cao góp ý của người khác, luôn dồn hết tâm tư sức lực hoàn thành công việc chứ không bỏ gánh giữa đường. Suy nghĩ của anh ta rất đơn giản, rạch ròi, luôn đơn giản hóa mọi vấn đề, có lối sống đơn giản không cầu thả mà chậm, chắc. Người tuổi Sửu luôn có suy nghĩ kiên định và tinh thần cống hiến hết mình, tôn trọng chữ tín. Người tuổi Sửu rất kiên trì và trung thủy với người mình đã lựa chọn, họ luôn chân thành và dạy toàn tâm toàn ý cho mọi người. Họ ít khi bị lay động hay bị xung động bởi sự cám dỗ hay là mê hoặc. Họ không phải là tiếp người lãng mạn và ngọt ngào, họ khá khô khan nhưng tình cảm bên trong rất nồng cháy và chân thành. Nếu như yêu người tuổi Sửu, bạn sẽ không nhận được hoa thơm, nến lung linh mà chỉ thay bằng những hành động ý nghĩa. Nếu là một nữ tuổi Sửu thì họ sẽ là một cô gái đoan trang, đảm đang, truyền thống và chu toàn mọi thứ. Họ biết chăm lo vun vén cho tổ ấm của mình, ngăn nắp nhà cửa, cơm canh gọn gàng. Chính vì thế mà các cô gái tuổi Sửu đang là hình mẫu lý tưởng của khá nhiều chàng trai thời đại công nghệ hiện nay. Thế mạnh của tuổi Sửu là trí nhớ tốt, nhưng cũng chính vì thế mà họ tù rất lâu và ghi nhớ những người đã đối xử tệ với họ, không tốt với họ hay xúc phạm họ. Với những người khi gặp hoàn cảnh khó khăn hay thất bại trong tình cảm, thì người tuổi này luôn lao đầu vào làm việc bán sống bán chết để quên đi muộn phiền nên ảnh hưởng đến sức khỏe và người xung quanh. Vì không giỏi ăn nói, họ thường làm mất lòng người khác, vì không thể nói ra lời hoa mỹ thì biết ơn, biết yêu, biết thương, biết cảm kích, thậm chí với người mình yêu. Khi nợ nần, người tuổi Sửu phải trả bằng hết một cách sòng phẳng, dù là người thân, nên đôi khi người khác sẽ cảm thấy tuổi Sửu vô cảm và quá rành soi. Trong cuộc sống, người tuổi Sửu có một đức tính nhẫn nại và phi thương. Họ cần mẫn và chăm chỉ như những chú trâu cày ruộng. Trong cuộc sống gia đình, đôi lúc người tuổi Sửu bị cho là khá gia trưởng bởi tính nghiêm túc mong muốn đưa ra chỉ thị và mọi người phải chấp hành. Họ là người cầu toàn, yêu cầu rất cao đối với từng thành viên trong gia đình, luôn đo mức độ tình yêu gia đình bằng thước đo của sự thành công và những thành tích gặt hái được, là một người chịu hy sinh để gia đình yên vui. Người tuổi Sửu là kết tinh của sức mạnh, thể chất và tinh thần, luôn sẵn sàng giúp đỡ che chở cho người khác. Họ tự do độc lập, không muốn dựa dẫm ỉ lại vào bất kỳ ai. Họ độc lập và có lập trường riêng, kèm theo sự chăm chỉ vốn có nên họ rất thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Người tuổi Sửu khá trầm lặng, nhút nhát. Họ chỉ tự tin giao tiếp khi có môi trường phù hợp,
có bề ngoài khá điển tính, không bộc lộ nội tâm ra bên ngoài, nên trong công việc họ hoàn thành rất tốt, được cấp trên tin tưởng và giao phó. Cảm ơn quý chị tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Sửu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Mão. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Mão hiền lành nhưng cũng không kém phần khôn khéo và tinh tế. Họ có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Con giáp này có tài lãnh đạo và biết cách thuyết phục người khác làm theo ý của mình. Khi người khác gặp chuyện, họ sẽ giúp đỡ theo phạm vi khả năng của mình. Khi người khác gặp chuyện, họ giữ được sự bình tĩnh và không ngừng tìm cách để giải quyết khó khăn. Họ mang tính cách tương đối đơn giản, giàu nhiệt huyết nên được nhiều người quý trọng. Tài lộc của con giáp tuổi Mão sẽ tăng cao, họ gặp nhiều cơ may trong công việc. Họ đạt được thành tích xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, lương thưởng gia tăng. Người tuổi Mão làm kinh doanh thì nhờ vào nỗ lực của bản thân sẽ tìm ra được nguồn hàng mới, gặp gỡ được người cộng sự, nhân viên tâm huyết với công việc. Con giáp này kinh doanh một vốn bốn lời, doanh thu sẽ ngày càng tăng cao, không thể đếm xuể. Người tuổi Mão là một người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Người tuổi Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn luôn nhạy cảm, là một người đối đáp giỏi giang, khéo léo và thông minh, yên ổn và may mắn, làm việc siêng năng, y lộc không thiếu, nhà mạng có phúc vận, nữ mạng ăn nói lịch sự, dễ thân thiện. Phần nhiều, những người cầm tinh con mèo đều ưa thích các điều huyền diệu, kỳ lạ, bởi thế đôi khi giao tiếp với con người, họ cảm thấy họ như có cái gì đó sợ sợ, bàng bạc. Họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt hay cái nhìn đong đưa để lôi cuốn người khác giới. Họ cũng là những người thích hưởng niềm vui nhục cảm. Phần lớn người cầm tinh con giáp này thích sống theo quần thể đông vui, không thích sự lẻ loi đơn độc. Người tuổi Mão có một số cá tính và đặc tính chung như là sống ung dung tự do tự tại, luôn luôn lạc quan, tính cách hơi thất thường, sống lương thiện dễ tha thứ cho người khác, có tinh lực dồi dào, tinh nhanh lanh lợi, hoạt bát thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất kỳ ai. Có cá tính kiên cường bất khuất nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm tế nhị, trực quan sinh động và giàu óc tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, tuy nhiên họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực và căng thẳng, tuổi Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Người tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhà thông minh, lanh lợi nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Thường người sinh năm Mão phần lớn là người có tài đức và xuất sắc hơn người. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Người tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh và hòa hợp. Người tuổi Mão thích cuộc sống tự do yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật, những sáng tạo độc đáo và tinh tế giúp họ đạt được thành công cao. Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Và họ cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc tuổi Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc đời mỗi khi khó khăn, tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ cả đời được sống trong an nhàn và bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, nếu có sự cố gắng thì sẽ đạt được nhiều thành công. Những người tuổi Mão thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, họ luôn mong muốn làm mình và những người xung quanh được sống trong hòa bình và hạnh phúc, không chiến tranh mâu thuẫn. Đôi lúc họ trở nên khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai khác,
điều đó khiến những trở nên tù túng và lười biếng, tụt lại ở phía sau. Người tuổi Mão cũng cần khắc phục và tu tỉnh những nhược điểm trong cuộc đời thì mới mong giành được thành tựu, khắc phục tư tưởng ngại gian khổ, khi gặp khó khăn dễ sinh lòng trễ nải, nhút nhát thiếu chí hướng lớn. Cảm ơn quý anh chị tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Dậu. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dậu dễ thu hút được sự chú ý từ người khác, bởi họ là người có tài, hoạt ngôn, khả năng quan sát nhạy bén, biết cách nắm bắt cơ hội. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Dậu hiền lành và tốt bụng, biết tu dưỡng, có trọng tình cảm và lẽ phải. Họ không thích sống một mình, thích giao lưu kết bạn và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi Dậu có tài vận vượng hơn thấy rõ, họ có nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, nên bản thân họ cần chú ý nắm giữ. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt được thành tựu, đường thăng tiến rộng mở. Người làm công ăn lương có thể nhận được khoản thưởng nóng, trong khi đó người làm kinh doanh thì tài lộc dồi dào, hàng về đến đâu hết đến đấy, các khoản đầu tư của họ từ trước đến đây sẽ sinh lời. Con giáp này kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp thăng hoa, gia đạo hạnh phúc. So với các con giáp khác thì tuổi Dậu có đặc biệt là khả năng tiên đoán nhờ vào năng lực quan sát xuất sắc. Người tuổi Dậu vô cùng nhạy cảm với trào lưu, xu thế cùng với khả năng nhận thức, sắc sảo về thế giới xung quanh, nên lựa chọn được cho mình con đường đi đúng đắn. Do có chữ giáp tốt nên họ biết đâu là điều có ích cho bản thân mình, đâu là điều không tốt cho bản thân, từ đó giúp bảo vệ mình tránh khỏi những nguy hiểm hay thất bại. Do có khả năng này mà tuổi Dậu có được một lợi thế lớn trong công việc. Họ cho ra được những sản phẩm đình đám hợp thời, tạo cho mình cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực mới. Người sinh năm Gà rất thông minh, họ có khả năng quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh và đưa ra đánh giá khách quan. Họ có thói quen thu thập thông tin trước, kiểm tra và sau đó mới đưa ra hành động. Do sự lanh lợi và khả năng ghi nhớ tuyệt vời, là người tuổi Dậu có thể xử lý thông tin một cách nhanh chóng. Nhờ vật trí thông minh này, người sinh năm Dậu có thể đưa ra quyết định nhanh hơn những người khác trên một tâm thế hết sức bình tĩnh. Nhờ những đặc điểm này mà người sinh vào năm Dậu có nhiều khả năng phát huy tài năng của họ trong lĩnh vực mang tính chuyên môn, nên không ít người làm việc ở các mảng như tài chính và pháp lý. Họ ôm ấp những ước mơ và lý tưởng lớn, cố gắng hướng về nó. Họ không quan tâm đến những mục tiêu khiêm tốn hay an toàn mà luôn nỗ lực để đạt được một vị trí cao. Thông thường người tham vọng và ước mơ này chỉ là khát khao, nhưng với tuổi Dậu họ luôn cố gắng để tận dụng hết điểm mạnh, là một sự điềm tĩnh, năng lực phán đoán để tiếp cận mục tiêu. Những người sinh năm Dậu là người ngăn nắp, đúng giờ và cầu toàn. Vì là người coi trọng tính kế hoạch nên họ thích mang theo mọi thứ cần thực hiện một cách trơn tru theo quy tắc. Mọi thứ xung quanh họ rất gọn gàng, luôn nhớ trả lại những thứ gì đã lấy ra sử dụng vào chỗ cũ vốn có của nó. Họ rất coi trọng việc đúng giờ, thường đến trước giờ hẹn và mong muốn đối phương cũng làm được như vậy. Người tuổi Dậu có sự thiếu trách nhiệm cũng như những thứ mất thì giờ, nên họ luôn nỗ lực để loại bỏ những điều này. Trong công việc họ luôn làm một cách chỉnh chu, nỗ lực đến cùng cho tới khi đạt được kết quả như mong đợi. Họ rất quý tính, chỉ cần thấy lăn tăn một điểm nhỏ thôi là sẵn sàng làm đi làm lại để cho ra sản phẩm cuối cùng. Ngay cả với những người gặp nhau lần đầu hoặc là người khác giới, thời sinh năm Gà có khả năng nói chuyện, kết bạn và xây dựng mối quan hệ một cách nhanh chóng. Do bản thân có sự tự tin cũng như nắm mắt, từ bầu không khí mà họ dễ dàng hòa nhập được với đội nhóm. Bằng việc tích cực đưa ra các chủ đề thảo luận cũng như kỹ năng giao tiếp khéo léo, và họ biết cách tạo ra cuộc nói chuyện, do khả năng dễ kết bạn với người cùng trang lứa, người trên tuổi và dưới tuổi mà họ xây dựng được cho mình một mạng lưới quan hệ rộng khắp cả nước. Cảm ơn quý anh chị tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dậu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 6. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí
để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.